Hello và welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình phá game đầu tiên nha. Trung Quốc Horror. Let's go. Wow, cái trang này lột luôn cả da. Đúng là một tựa game trôn kinh dị. Ok. Wow, chú rùa là hóa quỷ. Let's go. Đó thôi. Wow, okay. Một bà sơ hay là một ông sơ một pha một bạch dốc. Ok, rồi và mình sẽ sang tựa game thứ hai, một tựa game kinh dị. Vào đây, let's go. Tựa game này thì các bạn phải đi tìm những túi tiền, những cái túi, sau đó thì vào tìm những con số. Cái cửa nào mà phát sáng thì các bạn sẽ mở được. Những ngăn tủ, những cái cửa. Ok, sang bên này xem thế nào. Đây một nơi chứa rác, không có gì ở đây. Những cái này thì không mở được rồi. Sang phòng bên này xem. Con mắt, đây là một con mắt mà các bạn có thể ấn vào và biết được là con đó đang đi đâu. Cũng như kiểu các bạn nhập vào con mắt của con ma đó. Tựa game này thì cách chơi đơn giản thôi, bởi vì là khi con ma nó nhìn thấy các bạn có thể chạy vào phòng thì nó sẽ không làm gì được các bạn. Nó chỉ đi xung quanh lan can thôi. Ok, let's go, vào phòng này. Đó, nó đang gần đây. Xuống tầng hầm rồi. Ok. Nhưng nếu tủ này không có gì. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ lên trên tầng 2. Sang bên này đi. Nó lại lên tầng 2 rồi. Vừa mới xuống hầm mà đã lên tầng 2. Giỏi thật. Bò sang đây luôn. Rồi mình sẽ xem nó là chỗ nào. Ok.
Let's go, đi đường bên này. Có 17 túi rồi, 16 túi. Và khi lên trên này các bạn sẽ lại xuống dưới vào cái nơi mà điểm xuất phát. Ok, rồi các bạn lại đi xuống tầng hầm. Sau đó các bạn tìm tìm những con số và tìm những chiếc túi tiền. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 3, Ishoro Cloud. Let's go. Chapter 2. Đây không có gì, mình sẽ đi vào trong sâu. Tựa game này thì phần 2 thì các bạn phải đi phá hủy những cái nơi này của ông ta. Đây là một nơi mà ông ta giam giữ mọi con người, bắt con người và giam giữ con người đây. Đây là những xác chết. Wow. Phần 1 thì các bạn tiêu diệt ông ta, còn phần 2 thì các bạn đi phá hủy cái nơi mà ông ta từng trú ở. Rồi đi vào trong sâu đây xem thế nào. Có một tấm gỗ, mình sẽ nhặt luôn. Rồi một sợi dây sắt, ok. Ok, let's go. Rồi sau đó thì mình sẽ mở cánh cửa bằng đá này ra. Không trúng rồi. Bao giờ đúng thì cửa sẽ được mở ra. Wow, không di chuyển được vậy. Let's go. Rồi. Các bạn sẽ phải đặt viên gạch vào đây. Khi đó thì cái này nó sẽ ra. Nếu không các bạn dám vào là các bạn chết ngay. Một chiếc chìa khóa. Let's go. Skip. Rồi, dùng cái này để lấy một cái mũ khoan. Mình sẽ dùng chiếc chìa khóa này mở cánh cửa ra luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ vào lại trong chỗ sâu đây. Lắp cái này vào máy khoan. Một máy cưa. Khoan cưa, ok. Rồi cưa những cái này. Nhặt tấm chiếc xẻng lên. Sau đó thì mình sẽ quay ra đây. Let's go. Rồi đào đây lên xem có gì không. Một quyển sách. Ok. Wow, gọi hồn một cậu bé lên.
Rồi mình sẽ vào trong này. Ở đây có hai trái bom, nhặt thôi. Một trái mình sẽ đặt ở chỗ bình ga này và một trái đặt ở bình ga bên trong. Rồi, sau đó quay lại nào. Đóng những cánh cửa này vào. Let's go. Chuẩn bị trái bom kích nổ. Khi các bạn đi vào cuối đường này, trái bom sẽ tự kích nổ. Rồi, và mình sẽ sang tới cái thứ tư, Slender Rising. Let's go. Wow, đây là một nơi toàn là cây cối thôi, chắc là một trong một khu rừng. Từ game này thì các bạn phải đi xung quanh cái map, rồi tìm những bức hình gắn trên cái map bản đồ này. Trong này có một ngôi nhà. Thử xem có bức hình nào ở trong này không. Các bạn chỉ cần đến gần một chút thì tức là nó sẽ khi có một bức hình nào đó thì nó sẽ có tiếng kêu. Và đó là các bạn tìm xung quanh là các bạn sẽ tìm thấy rồi. Ở trong này thì có ông Slenderman. Nếu mà các bạn nhìn ông ta lâu thì ông ta sẽ bắt các bạn. Còn nếu không thì các bạn phải qua đi thật nhanh. Khi các bạn tìm được vài bức hình thì ông ta xuất hiện càng nhiều. Này không có một bức hình nào. Ở đây không biết có đường đi không. Họ cụt rồi. Oh my gosh. Đi lại đằng này thôi. Theo mình nghĩ là trong ngôi nhà này. Wow, tận bên trong sâu. Bức hình đầu tiên. Ông ta bắt đầu chuẩn bị xuất hiện rồi. Có tiếng chân của ông ta. Đó, các bạn cứ đi xung quanh, map bản đồ, sau đó tìm những bức hình và thu thập về. Khi gặp Slender các bạn phải quay đi thật nhanh. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Slender Zilla, The Cella. Đây là một tựa game ma rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Wow, hiện tại thì mình đang ở trong một mê cung. Và mê cung này thì có tất cả là có 3 nhân vật. Đó là một con ma, một con quỷ và một đứa con của bà ma và ông quỷ. Và đứa con đó cắn rất là đau. Cho nên khi các bạn gặp một trong ba người đó các bạn phải chạy ngay. Đó, con quỷ rồi, chuồn luôn. Mình chỉ sợ mỗi là ví dụ như là đi lên trước thì gặp đứa con và ra đằng sau thì gặp bà ông quỳ thì lúc đó thì chắc chắn sẽ chết rồi. Wow, ông quỳ đang ở đây.
tiếng gọi là kêu mình là hay to nghe mình. Không có gì. Oh my god, người ta đi theo mình đúng không ạ? Oh my god. Chết rồi, trong này là trong. Wow. Oh my god. Bị cắn chết luôn. Tức là các bạn đi vào trong một cái gọi là ngõ cụt, đâm ra bị bọn ông ta bắt mất. Rồi ok. Và mình sẽ vào từ game tiếp theo, Slender 2. Từ game này các bạn phải đi săn lùng 7 con ma và chụp 7 bức ảnh. Đây là treo một cái đầu dê. Sợ thật. Ở trong game thì đi như thế này thì mình không thấy gì. Nhưng nếu ở ngoài mà đi những cái nơi mà nó như thế này thì chắc là mình không dám đi đâu. Và mình chỉ gọi là ngồi một chỗ và đợi người đến cứu thôi. Bởi vì nó vừa vắng và vừa sương mù. Tiếng kêu rất là khiếp. Một vùng đất gọi là vùng đất chết. Có cả chim lợn. Rồi, gần đây đã chuẩn bị thêm một con ma. Chuẩn bị sắp tới mình sẽ chụp ảnh. Ok, let's go. Một con. Tiếp tục đi lên trước đây xem có gì không. Lên đâu chuồn nhanh, đôi khi ông ta lại xuất hiện ở trước mặt. Rồi mình sẽ chờ ở đây xem. Đi vào trong này. Wow. Bỏ đưa sau lưng ông ta răng hết tay. May mà mình quay kịp, không là mình sẽ chết ngay. Chúng ta bắt rất là nhanh. Còn mà tiếp theo. Chạy làm sao được. Nếu các bạn không chụp nhanh thì lúc đó nó sẽ chạy nhanh qua các bạn và các bạn sẽ mất tích dấu tích của nó ngay. Và khi đó các bạn phải đi ra chỗ khác và tìm nó. Và cái lúc tìm lại nó rất là lâu. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Slenderina Asylum. Đây là một tựa game bóng ma trong bệnh viện. Cánh cửa đây khóa rồi. Đầu tiên thì mình sẽ đi vòng ngoài hết. Và đi khiếp bằng vòng ngoài thì mình sẽ đi vào vòng trong. Ở tựa game này thì đứa con của ông bà quỷ ma đó thì chưa lớn. Thì nó chưa le các bạn và chưa làm gì rồi. Và nó mới đẻ ra. Chỉ có mỗi ông quỷ và bà ma thôi. Bà ma thì mình không sợ, nhưng mà sợ ông quỷ. Thì vì chúng ta le rất là nhanh. Chết rồi. Ông ta đi đường này. What? Mình sẽ đi ngờ đối diện. Tiếp tục đi tiếp. Tờ giấy đầu tiên. Ông ta đang gần đây rồi. Chưa rồi ông ta phát hiện mình. Bây giờ mình phải đi ngược lại thôi. Ok, let's go.
Ở đây, đây là đứa con của hai ông bà. Chắc ở bên trong đây rồi, mình sẽ đi đường ngoài tiếp. Chỗ này mình đã từng mở cửa ra rồi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm 8 tờ giấy là các bạn sẽ thoát khỏi ngôi, thoát khỏi bệnh viện ma này, thoát khỏi ông bà ma quỷ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. House of Slenderina. Đây là bóng ma trong nhà, trong ngôi nhà. Nhưng mà ngôi nhà này thì không có điện, cho nên là các bạn phải dùng một cái đèn pin. Sau đó thì soi và đi tìm 8 mẫu giấy. Tựa game ở đấy thì là tìm 8 mảnh giấy, còn tựa game này thì là tìm 8 mẫu giấy. Let's go. Và đôi lúc những mẫu giấy đó thì gắn ở trên tường hoặc là rơi ở dưới đất, cho nên các bạn phải đi để ý một chút, nếu không thì sẽ sơ hở và quên mất một vài chỗ, nó tìm lại rất là khó luôn. Tiếp tục. Cánh cửa này thì không mở được rồi. Phải có một chiếc chìa khóa thì mới mở được. Thì chỉ bà ma đã xuất hiện rồi. Wow. Mở giấy đầu tiên. Wow. Mở giấy thứ hai. Tiếp tục đi sâu bên trong. Một ngôi nhà rất là rộng. Đây là phòng bếp rồi. Oh my gosh. Let's go. Đây là cửa lên trên gác, không phải một căn phòng. Một con ma đang ngó mình kìa. Chạy đi đâu? Rất hạ luôn. Và tiếp tục làm tờ giấy tiếp. Vào giấy thứ tư. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm những mẫu giấy. Tất cả là 8 mẫu giấy. Đủ 8 mẫu giấy thì các bạn sẽ hoàn thành game và các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà ma này. Rồi, ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.